Trao đổi với phóng viên truyền hình Nhân dân vào tối ngày 12 tháng 9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian triển khai xét nghiệm diện rộng trên địa bàn toàn thành phố thì đã có một số địa phương tiến hành xét nghiệm cho cả trẻ em dưới 12 tuổi và gây bức xúc trong dư luận. Sở Y tế đề nghị là các địa phương ra soát lại các đối tượng cần phải xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không được tạo ra bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi thì không bắt buộc xét nghiệm trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng cho biết khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh thì học sinh quay trở lại trường học sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt hay là đau họng.